Từ trước đến nay Có những thế giới ta bà Mà thế giới ta phương cũng không ngoại lệ Người thật sự thành tựu Bí quyết chỉ có sáu chữ Thứ nhất thành thật Thứ hai nghe lời Thứ ba thực hành Chỉ cần đầy đủ ba điều kiện này Không ai chẳng thành tựu chẳng những như khỉ mà mười năm sau chắc chắn được đại thành tựu chuyên tu tiện độ có thể được tam mùi sẽ khai ngộ niệm phật ta mùi chính là thiền định sẽ đạt được tâm thanh tịnh công phu cao hơn một chút thì được tâm bình đẳng chẳng những thanh tịnh mà còn được tâm bình đẳng một bộ kinh vô lượng thọ có thể niệm trên ba ngàn lần thêm vào đó có thời gian nghe giảng ta sẽ khai ngộ Khai ngộ là hiện tượng gì Không học qua tất cả các kinh Nhưng đối với các kinh Vẫn thông đạt vô ngại Ta đều hiểu Đều có thể giảng Giáo môn thường nói Là đại khai viên giải trong tịnh độ tôn nói nhất tâm bất loạn chính là thành tựu Diễn diện thoát luân hồi Giảng sanh bớt thoái thanh Phật Là thật hiểu không phải giả hiểu đâu Nên chúng ta nhận thức được Đại Thừa nhận thức được tìm đồ phải thực hành tự lợi sau đó tự nhiên thành lợi tha